cổ động viên Nhật Bản truyền thông điệp ý nghĩa sau trận đấu với Đức. Đội tuyển Nhật Bản làm nên bất ngờ thứ hai ở World Cup 2022 khi đánh bại đội tuyển Đức. Các bàn thắng của Ritsu Đoàn và Takuma Asano đã giúp Samurai Xanh lội ngược dòng trước cỗ xe tăng. Chiến thắng này giúp Nhật Bản tràn trề cơ hội lọt vào vòng 16 đội. Sau trận đấu, dù vẫn đang lâng lâng niềm vui chiến thắng, các cổ động viên Nhật Bản không quên ở lại giúp nhân viên vệ sinh sân Khalifa dọn rác. Các cổ động viên giúp đỡ một cách rất tỉ mỉ, cho rác vào từng chiếc túi đựng rồi buộc kín. Đây không phải là lần đầu cổ động viên Nhật Bản làm điều này. Ở nhiều giải đấu, mỗi nơi có tuyển Nhật Bản thi đấu, các cổ động viên đều tỏ rõ ý thức vệ sinh và trách nhiệm của mình. Điều này cũng gửi thông điệp gìn giữ vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức cá nhân của mỗi con người. Bản thân các cầu thủ Nhật Bản cũng từng gây sốt ở cộng đồng mạng thế giới ở World Cup 2022. Họ dọn dẹp sạch phòng thay đồ sau trận thua Bỉ ở vòng knockout, đồng thời để lại dòng chữ cảm ơn bằng tiếng Nga. Ý thức, trách nhiệm và tính kỷ luật cao cũng là điều các cầu thủ Nhật Bản thể hiện ở trận đấu với Đức. Mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng quả ngọt đã đến với thầy trò huấn luyện viên Morisasu ở những phút cuối. Ở lượt đấu tới, Nhật Bản sẽ đấu Costa Rica. Trước một đối thủ không được đánh giá quá cao, 3 điểm là mục tiêu nằm trong tầm tay của thầy trò Morisasu. Và điều đó gần như đồng nghĩa với chiếc vé đi tiếp dành cho Nhật Bản.